Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Báo Giao thông. Những thông tin mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua sẽ được gửi tới quý vị khán giả ngay sau đây. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Thanh Hóa, nước thượng nguồn đổ về gây ngập lụt, mất điện, học sinh phải nghỉ học. Tại huyện Mường Lát và Quan Sơn, Thanh Hóa, nước lũ từ thượng nguồn đổ về gây ngập lụt, sạt lở. Sáng ngày 23 tháng 9, ông Ngân Văn Lon, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trung Lý, huyện Mường Lát, Thanh Hóa cho biết, mưa lũ kéo dài nhiều ngày qua làm sạt lở đất đá vào khu ký túc xá của trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Trung Lý. Cụ thể, qua kiểm tra tại khu vực đồi phía sau nhà bán trú của học sinh có nhiều vết nứt lớn, sạt trượt, đổ ập đất đá vào tường phòng ở của học sinh. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã phối hợp với bộ đội biên phòng vận chuyển đồ dùng cá nhân, di rời 214 học sinh đến khu phòng học 2 tầng ở tạm những ngày mưa lũ nhằm đảm bảo an toàn. Ông Nguyễn Duy Thủy, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Trung Lý cho biết, đến nay, mưa lũ đã làm sạt lở đất đá vào 3 phòng ở của học sinh tại khu nhà bán trú được xây dựng bằng nhà lắp thép. Bên cạnh đó, tình trạng sạt lở cũng đang đe dọa nhiều phòng học khác tại khu ký túc xá của học sinh nên khu này đã đóng cửa. Còn tại điểm trường khu Trường Cồng, khu phố Tén Tằn, thị trấn Mường Lát, một quả đồi ở sau trường xuất hiện các vết nứt và điểm sạt có nguy cơ sạt lở cao. Ủy ban nhân dân huyện Mường Lát đã chỉ đạo chính quyền địa phương phối hợp với các lực lượng tổ chức di chuyển đồ dùng học tập, cơ sở vật chất của điểm trường mầm non Trường Cồng, sơ tán 80 học sinh của hai khu phố Trường Cồng và Tén Tằn xuống học ở điểm trường chính tại khu phố 4 để đảm bảo an toàn. Được biết, do mưa lũ diễn biến phức tạp, huyện Mường Lát đã thông báo cho học sinh toàn huyện nghỉ học từ ngày hôm nay, ngày 23 tháng 9. Theo thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Sơn Thủy, huyện vùng cao biên giới Quan Sơn, nước lũ cuốn trôi 6 cột điện trung thế 35 kV nằm gần bờ sông Luồng. Hiện nay, khoảng hơn 800 hộ dân đang bị mất điện. Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Xuân Trường, giám đốc điện lực Quan Sơn cho biết, lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật, nhân viên đơn vị đang tiếp cận hiện trường để từng bước khắc phục hậu quả. Mưa lũ trên sông Luồng đang dâng cao, diễn biến phức tạp nên việc khắc phục sự cố đổ cột điện trung thế ở xã Sơn Thủy gặp khó khăn. Để đảm bảo an toàn tính mạng cho cán bộ, nhân viên của đơn vị và người dân, chúng tôi đang chờ mưa ngớt. Nước lũ rút đến đâu sẽ lắp đặt cột điện trung thế lại đến đó, nhằm cấp điện lưới quốc gia cho người dân và các khách hàng ở xã Sơn Thủy trong thời gian sớm nhất, ông Nguyễn Xuân Trường cho biết thêm. Được biết, do nước lũ dâng cao, chính quyền xã Sơn Thủy đã di rời 14 hộ dân và một xưởng chế biến lâm sản có nguy cơ sạt lở đất đá cao, đe dọa đến tính mạng của người dân. Hiện, một phần bản Thủy Sơn và bản Cóc, xã Sơn Thủy đang bị cô lập do mưa lũ kéo dài, gây sạt lở đường giao thông vào địa phương. Nước lũ đổ về, sơ tán hàng chục hộ dân ở miền núi Thanh Hóa. Chiều ngày 22 tháng 9, trao đổi với báo Giao thông, ông Lục Văn Tâm, bí thư đảng ủy xã Mường Chanh, huyện Mường Lát cho biết, nước lũ đổ về mạnh đã gây ngập và chia cắt một số bản ở xã Mường Chanh. Theo ông Tâm, mưa lớn kéo dài, nước lũ từ thượng nguồn biên giới Việt-Lào đổ về làm nước suối Sim dâng cao, chảy xiết, gây ngập nghiêm trọng ở đường tỉnh 521E đối với trung tâm huyện Mường Lát. Mưa lũ đã khiến cầu tràn đi qua các khu dân cư bị ngập sâu hơn 1 mét, có những điểm nước chảy xiết, dâng cao so với bề mặt của đập tràn gần 2 mét. Hiện nay, nước sông đang bắt đầu rút xuống, tính đến chiều nay chỉ còn 3 bản với 206 hộ dân, khoảng hơn 1.000 nhân khẩu đang bị cô lập do giao thông bị chia cắt. Ông Lục Văn Tâm cho biết, trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, một số đoạn suối bị sạt lở, nguy cơ xấu sẽ xảy ra lũ quét. Chính quyền xã Mường Chanh phối hợp với các lực lượng như bộ đội biên phòng, công an, dân quân tự vệ, đoàn kinh tế, quốc phòng 5 vận động di rời, sơ tán khẩn cấp 18 hộ dân ở bên suối Sim đến nhà văn hóa, trạm y tế của xã, nhà văn hóa các bản để tránh lũ quét. Đồng thời vận chuyển tài sản của người dân lên các điểm cao hơn. Trong những ngày tới, với phương châm 4 tại chỗ, chính quyền xã Mường Chanh và các lực lượng chức năng tiếp tục tiến hành rà soát, vận động bà con nhân dân không được chủ quan, sớm di rời, sơ tán đến các địa điểm an toàn. Trong thời gian mưa lũ hỗ trợ lương thực, thực phẩm, không để người dân thiếu đói. Đồng thời, bố trí lực lượng hướng dẫn người dân không đi qua các khu vực nước ngập sâu, các cầu tràn không đảm bảo an toàn. Thành phố Vinh tiếp tục mưa lớn, nhiều tuyến phố ngập sâu. Đến 8 giờ sáng ngày 23 tháng 9, ở thành phố Vinh, Nghệ An vẫn đang có mưa rất to. Trận mưa lớn kéo dài từ tối ngày 22 tháng 9 đến sáng nay đã khiến nhiều tuyến phố ở thành phố Vinh ngập sâu trong nước. Theo ghi nhận, các tuyến như Nguyễn Văn Cử, Lenin 72m, Đinh Công Tráng, Lệ Ninh nước ngập sâu từ 30-40cm. Có nơi ngập sâu hơn, xe máy lưu thông qua bị chết máy, phải dắt bộ, thậm chí có các phương tiện không thể lưu thông qua được. Do mưa ngập đúng vào đầu giờ sáng ngày đầu tuần nên có một số tuyến phố giao thông khá lộn xộn. Trao đổi với phóng viên báo Giao thông, một lãnh đạo đội cảnh sát giao thông trật tự, công an thành phố Vinh cho biết, trước tình hình mưa lớn kéo dài, nhận định nhiều tuyến đường sẽ bị ngập, ảnh hưởng lớn đến việc lưu thông của người và phương tiện. Từ sáng sớm ngày 23 tháng 9, đội đã tăng cường lực lượng ra các tuyến đường để đảm bảo an toàn giao thông, tổ chức phân luồng để các phương tiện có lộ trình an toàn, đồng thời hỗ trợ người dân khi có sự cố xảy ra. Cũng do mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường ngập sâu, để đảm bảo an toàn cho học sinh,
nhiều trường học ở thành phố Vinh cũng đã thông báo cho học sinh nghỉ ở nhà. Cụ thể, tại trường phổ thông thực hành sư phạm trường Đại học Vinh, nhà trường đã thông báo cho học sinh nghỉ học với lý do mưa lớn, đường ngập. Tương tự, tại trường Trung học cơ sở Nghi Kim, nhà trường cũng thông báo do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên tại một số khu vực của thành phố một số tuyến đường bị ngập. Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho học sinh khi đến trường, nhà trường thông báo cho học sinh được nghỉ học trong ngày 23 tháng 9 và sẽ có kế hoạch học bù. Các trường như Tiểu học Nghi Phú, Trường Trung học Phổ thông Huỳnh Thúc Kháng, Trường Trung học Cơ sở Lê Mau, Trường Trung học Phổ thông Hà Huy Tập cũng đã cho học sinh nghỉ học. Thủy điện Trị An xả lũ, cảnh báo ngập lụt, sạt lở ở thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành. Ngày 22 tháng 9, công ty Thủy điện Trị An thông báo sẽ xả lũ qua đập tràn để điều tiết lượng nước. Nguyên nhân là do hiện nay lưu lượng nước từ thượng nguồn về hồ trung bình là 2.000 m khối trên một giây, đạt cao trình 60,5 m, cao trình an toàn đập là 62 m. Cộng thêm đang có cảnh báo lũ trên thượng nguồn hồ Trị An và mực nước tại trạm thủy văn Biên Hòa đang vượt báo động 1. Thời gian xả lũ bắt đầu từ 10 giờ ngày 23 tháng 9 với lưu lượng từ 150 đến 300 m khối trên một giây, tua bin phát điện là 850 m khối trên một giây. Tổng cộng, hồ Trị An xả hơn 1.000 m khối trên một giây nước xuống hạ lưu. Theo thông báo, lưu lượng xả sẽ tùy theo mức độ báo động lũ ở thành phố Biên Hòa để nhà máy xả một cửa hay hai cửa. Công ty Thủy điện Trị An thông báo đến Ban phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, các chính quyền địa phương phối hợp thông báo đến nhân dân vùng hạ lưu hồ chứa phòng ngừa, tránh những thiệt hại xảy ra. Cũng trong ngày, Đài khí tượng thủy văn tỉnh Đồng Nai thông báo nước sông Đồng Nai đang lên nhanh ở giữa mức báo động 2 và 3. Nước sông dâng cao khiến nhiều địa phương ven sông thuộc tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh có nguy cơ ngập sạt lở. Lúc 7 giờ sáng ngày 22 tháng 9, mực nước đo được tại trạm Tà Lài, thượng nguồn sông Đồng Nai là 112,76 m, trên báo động 2 là 0,26 m. Đây là mực nước cao nhất được ghi nhận trong năm nay. Dự báo trong 24 giờ tới, nước sông Đồng Nai tiếp tục lên, có khả năng đạt sấp xỉ mức báo động 3, 113 m. Tại trạm Biên Hòa, hạ lưu sông Đồng Nai, mực nước đỉnh chiều sáng nay đạt mức 1,95 m, gần báo động 2, báo động 2 là 2 m. Những khu vực thấp ven sông Đồng Nai ở các xã Đắc Lua, Nam Cát Tiên, Núi Tượng, Tà Lài, Phú Thịnh thuộc huyện Tân Phú và các xã Thanh Sơn, Phú Vinh, Phú Tân, Ngọc Định thuộc huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Các vùng trũng thấp ven sông La Ngà ở các xã thuộc các huyện Tân Phú, Định Quán thuộc tỉnh Đồng Nai, huyện Tánh Linh và Đức Linh thuộc Bình Thuận có nguy cơ bị ngập lụt do lũ. Các vùng thấp ven sông ở hạ lưu sông Đồng Nai tại các phường, xã thuộc thành phố Biên Hòa, huyện Vĩnh Cửu, huyện Long Thành và Nhơn Trạch thuộc tỉnh Đồng Nai, huyện Bắc Tân Uyên, thị xã Tân Uyên thuộc tỉnh Bình Dương và thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh có nguy cơ bị ngập lụt do lũ, chiều cường ở hạ lưu. Ông Nguyễn Phước Huy, giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Đồng Nai nhận định, tình hình mưa lũ trên sông Đồng Nai diễn biến phức tạp do đầu nguồn mưa lớn. Người dân và các ngành chức năng cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết để có giải pháp ứng phó với nước sông dâng cao, hạn chế thiệt hại. Sơn La, hay trong người tìm kiếm hai nạn nhân bị lũ cuốn. Danh tính hai người bị nước cuốn được xác định là ông Hạng A Hát, 49 tuổi, trú bản Ba Khen 1, thị trấn Nông Trường Mộc Châu, và bà Tráng Thị S, 45 tuổi, trú bản Pha Nhen, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu. Đến 11 giờ trưa ngày 22 tháng 9, các lực lượng gồm công an, quân đội và các xã Đông Sang, Mường Sang, Trường Hắc vẫn đang tích cực tìm kiếm hai nạn nhân mất tích. Được biết, hai người dân trên trong lúc đi xe máy qua ngầm tràn thuộc bản Áng, xã Đông Sang thì bị dòng nước xiết cuốn cả người và xe xuống suối.